Chào các bạn kinh xem cách 24 giờ. Winner 110 đậu kiển đẹp nhất này đang đổi dáng cùng với Racing. Chiếc Winner 110 đậu dưới đây cực kỳ cá tính khi chủ xe lột xác em nó bằng việc trang bị những món đồ chơi kiển giá trị. Ngoài ra, chiếc xe độ còn trở nên phong cách hơn khi xuất hiện thêm một cô nàng đẹp cực này đang đổi dáng cùng. Winner 110 đậu kiển đẹp cực này đổi dáng cùng với Racing là dòng xe compact của nhà Honda. Từ lúc trình làng đến nay, Winner 110 trở thành hộ trực tiếp cạnh tranh với X-Enter 110. Không chỉ đồng cùng phân khúc 150 với X-Enter mà dòng xe này sau vóc dáng hầm hố, đậm chất thao, để lại ấn tượng rất tốt cho cộng đồng chơi xe Việt Nam qua các bản độ dần dần nửa đời theo thời gian. Và chiếc Winner 110 đầu kiển đây là một ví dụ điển hình. Khoác trên mình một cái bộ cánh khiến người xem có cảm giác đầy cứng cáp với hai tông màu đen cam. Phần đầu nhẹ nhàng ốp nạp Exciter 150 được chính chặt bằng ốc HOTY, ta thắng và ta còn đến từ thương hiệu Racing Boy. Mặt nạ cực ngầu với đét đờ mì được độ lại theo kiểu là không đối xứng và được tích hợp phim LED chợ sáng L4. Lốc máy với điểm nhấn đầy thẩm mỹ với nền ốc vàng bươm niệm cực đẹp. Bình dầu EM bắt mắt cùng với ống dầu trong suốt. Cánh trái không kém phần nổi bật với ốc qua lăng bầm lửa màu vàng. Mang cá CNC, đĩa tải CNC ánh vàng, nó bật cùng với sợi sên. Phần đuôi trở nên thon gọn hơn với dệt của FZ150. Ống xả nguyên thủy trở nên đơn giản, đẹp hơn với Jupo Spark Nano. Vài góc ảnh đẹp của chiếc xe và người đẹp cũng gọi đổi dáng cùng nhau. Quay cho lâm độ đầy ấn tượng với rất nhiều đồ chơi khá sang chảnh. Quay cho lâm được xem là một mẫu xe máy cực kỳ hiếm ở thị trường Việt Nam hiện nay. Với những người đang sở hữu được cái dòng xe này, y họ đang sở hữu được trên mình một cái báu vật của nhà Honda. Quay cho lâm độ đầy ấn tượng với rất nhiều món đồ chơi khá sang chảnh, được bán ở Việt Nam dưới cái tên là Phú Hải. Một số đã thay đổi nhỏ. Quay cho lâm là mẫu xe được Honda sản xuất dành riêng thị trường Thái Lan. Cũng giống như những mẫu xe số thông khác của Honda, mẫu xe này được rất nhiều dân chơi xe ở Thái Lan ưa chuộng. Dàn chân trước cho ta cái nhìn cực kỳ chất với heo của Brembo hai biết đối xứng với dầu S, cùng với đó là đĩa Cb 250 ở phía trước. Xe được độ lại nội công với cái đầu hơi của Fulcher Nail, cam cò của chiếc quay cho lâm y. Các chân sau được quay lại nhẹ nhàng với rất nhiều họa tiết tinh tế và đầy góc cạnh. Chiếc xe được trang bị cái phục XS bình dầu rời đầy hầm hố và cơ bắp. Góc nhìn ấn tượng với bộ sên màu hồng cùng với cạc tay này. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại clip tiếp, nhớ like, share, subscribe.